Dạ tại hồi nãy ghé mua cá mà quay lại đây thấy không ai nhận tiền mà. Ê, đồ bao nhiêu à? Tay tượng, tay dạ, tượng. Dạ hiện giờ có người rồi. Nó mình nếu mà ai mà không biết thì nhìn từ tựa nói cá rô phi ha. Dạ, nãy cũng có người nói vậy. Cho một con. Là 10 ngàn 10 con. 10 ngàn một con. 10 con thị. Ờ cái cá rô này 160 lần. Đem bắt cá rô. Rô đồ vuông ha. Ờ rô đồ vuông. Được nhiêu hay nhiêu? Rồi nhiêu hay nhiêu. Rồi vô 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 cái vậy là hơi nhiêu hay nhiêu. Tại cái hồ nó nhỏ à. Ký cái rô. Không lẽ nuôi hai thứ thôi ta. Hai thứ rồi có. Chỗ này có trê nha anh em. Đó không? Lên như con sâu vậy. Like nha anh em. Rồi anh cũng xuống đây anh mua hồi đó là nọ cá giống không là gần 200 kg cái cá giống á, tặng cho mấy con cá trê về nuôi chơi. Hồi trê đó anh mua này. Cá rô đồ vô này là gần 200 kg cá giống mà về cuối cùng anh thu hoạch được có 100 kg rồi. Sao tại nước hẹn chết rồi, tại nước hẹn quá đó. Tay tượng ngang anh em. Tay tượng. Rồi. Tay tượng. Rồi, vô cá rô. Oxy. À bơm oxy vô hả? Bơm oxy vô cho phụ lên nha. À. Để mình đi xa được đúng không? Dọn đi tới núi bà cũng được. Yeah. Chạy như cái kia là 100. 100 với 500 là 260. Rồi cột vậy rồi mình chạy về Bình Dương thôi. Về Bình Dương mình thả vỗ bạc mình đi chơi nha anh em. Đó. Rồi cái địa điểm này là tại ngay chỗ cổng trường nha anh em. Trảng bàn Tây Ninh. Đó, trảng bàn của Tây Ninh mình nha. Thì khi cá giống mà mình ta vô bịch như vậy người ta bơm oxy vô nha. Nè bình oxy nè. Là ta bơm vô thì mình đi tới đâu cũng vẫn được nha. Rồi mình xin chào tất cả anh em. Bây giờ mình cũng chuẩn bị về đây. Lên xe. Về Bình Dương. Thả vô trong Bán nước tương. Bán nước tương. Lên xe vậy là mình về anh em. Về Bình Dương bán nước tương. Mình tới nhà rồi anh em ơi. Vô thả cá luôn. Lên mình nó giờ ra đến bơm thêm ba tại ngủ qua nó có xúc bồn. Dạ còn cá tay tượng là 10.000 con. Giờ mình thả cá luôn anh em ơi. Nó tay tượng ra trước cái rô rồi có mấy con cá trê mà xinh đó. Để cái kiếm lục bình về thả vô. Tay tượng 10 con 100 ngàn. Tặng một con. Rồi tặng thêm con nữa là 11. Con cá trê trắng, hai con cá trê trắng. Xin mấy là đây con xin đó ba. Xin mấy cá trê nuôi. Cá trê lai á con xin. Xin nó đây cho vài con thả thử cái chân coi cái ngoài. Nó chạy kìa. Nó lên tới bên kia rồi kìa. Ừ. Đi kìa. Đi tham quan lẹ dữ à. Vô lấy bọc đồ ăn ba nghe cái bọc á. Con cá trê nó kiếm cái chỗ ấy nó trú liền ha. Ba. Cái tay tượng nhìn y như cái sạc á. Sáng quá. Rồi để đây con bỏ vào lục bình vô lại. À. Chung vô lớp chơi à. Chung vô ống má. Chung vô chơi rồi kìa. Nó tham quan mà. Đợi nó. Kệ nó đi. Kệ nó con. Chung vô tự ra hả? Này lấy lục bình mà đừng có bỏ vô bao, nó bao là nhẹp hết. Cái vỏ con hốt mới con bỏ vô vỏ vỏ về cái để vô. Dạ. Trời ơi, cái trê thấy không? Ủa, nó đây ta tự nhìn y như cá sạc nhưng mà nhìn kỹ nó lại giống cá rô phi. Ủa chứ sao không có cá vô hồng nữa? Không có. Không có, hết à. Con mua bên cái bàn bánh mè. Đi qua bển mua, chủ yếu mua đây.